Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, mẫu xét nghiệm được lấy vào ngày 4 tháng 7 từ hơn 15.200 người, bao gồm thí sinh và lãnh đạo, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, công an, bảo vệ, phục vụ, thanh niên tình nguyện, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, hơn 1.000 cán bộ thuộc Ban Vận chuyển, Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo, Thanh tra Thành phố, Ban Thư ký, Ban Làm phách, Bàn chấm thi, cán bộ coi thi dự phòng, công an, bảo vệ phục vụ, cán bộ, công chức, cơ quan, sở giáo dục đào tạo tham gia các khâu của kỳ thi này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.